từ vụ Watergate tháng 6 năm 1972. Nhóm 5 người đàn ông bị điều tra có ý định cài thiết bị nghe trộm vào các đường dây điện thoại của Đảng Dân Chủ trong chiến dịch bầu cử Tổng thống. Đến năm 1973 thì câu chuyện địa phương ấy đã thành vụ án tầm cỡ chính trị quốc gia. Và vụ án này đã thay đổi định mệnh đời Tổng thống thứ 37 của Mỹ. Tổng thống Nixon từ chỗ ngoan cố đã bị các nhân chứng quan trọng phanh phui ra. Tổng thống có dính đến vụ việc này. Từ vụ bê bối này, uy tín của Tổng thống thứ 37 của Mỹ, Richard Nixon, bị giảm sút thảm hại.